Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, thời gian qua, Hưng Yên cũng đã dành nhiều sự quan tâm để phát triển kinh tế hợp tác xã, đặc biệt là việc thành lập và phát triển các hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp. Chương trình hôm nay mời quý vị thực tế tại một hợp tác xã kiểu mới và lắng nghe những trao đổi từ ngành chuyên môn để hiểu rõ hơn về hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp cũng như sự ưu việt của mô hình này. Cùng với đó, chương trình sẽ có các tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật trong phần sự kiện kinh tế trong tuần. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên, Sở Giao thông Vận tải đã hoàn thành công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai 4. Hiện nay, các huyện đã và đang thực hiện trích lục bản đồ địa chính để tổ chức thực hiện các bước giải phóng mặt bằng. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa phận tỉnh thuộc dự án thành phần 2 có chiều dài 19,3 km với quy mô 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành hai bên. Dự án qua địa bàn các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm. Hiện tỉnh Hưng Yên có 190 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động, 4 thương nhân phân phối có địa chỉ trụ sở chính trên địa bàn tỉnh và 22 thương nhân phân phối thuộc các tỉnh khác. Sản lượng tiêu thụ xăng dầu quý 2 đạt hơn 73,5 triệu lít, quý 3 đạt gần 66,5 triệu lít. Riêng hệ thống các cửa hàng xăng dầu thuộc chi nhánh xăng dầu Hưng Yên trong 3 tháng gần đây, sản lượng tiêu thụ tăng khoảng 10-15% do một số doanh nghiệp, đơn vị vận tải gấp rút hoàn thành các công trình xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nhu cầu sử dụng nhiên liệu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán tăng. Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo thương nhân đầu mối có biện pháp tăng cường bảo đảm nguồn cung cho các thương nhân phân phối, không để tình trạng khan hàng, đứt gãy nguồn hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Theo thống kê của Chi cục Phát triển Nông thôn, tỉnh Hưng Yên hiện có 61 làng nghề, trong đó có 8 làng nghề truyền thống, 43 làng nghề đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận, tăng 2 làng nghề so với năm 2021. Tổng số cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh trong làng nghề là 18.799 cơ sở. Doanh thu của các cơ sở sản xuất trong làng nghề đạt trên 7.700 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 47.000 lao động. Chỉ còn 2 tháng nữa là Tết Nguyên đán, các làng nghề đang hối hả sản xuất để đáp ứng nguồn cung cho thị trường. Ngành thép đang chứng kiến sự khó khăn do sụt giảm mạnh từ phía nhu cầu, khiến tiêu thụ của các doanh nghiệp chậm, lượng tồn kho tăng. Nhiều chủ cửa hàng, đại lý thép cho biết sức mua giảm mạnh từ 30% tới 50% so với cùng kỳ những năm trước, mặc dù giá thép thời điểm này so với đầu năm đã giảm rất mạnh. Theo thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam VSA, tính riêng từ tháng 5 tới tháng 8 năm 2022, giá thép đã trải qua 15 lần điều chỉnh, giảm từ mức gần 20 triệu đồng trên tấn xuống còn 14 triệu đồng trên tấn. Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố, trong đó hướng dẫn triển khai quy định của Chính phủ tại Nghị định số 91 về việc chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin người bán hàng. Đối tượng phải cung cấp thông tin là các thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử. Nội dung cần cung cấp gồm tên người bán hàng, mã số thuế, số định danh cá nhân, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng, đầu quý sau, bằng phương thức điện tử thông qua cổng thông tin điện tử theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế công bố. Các sàn thương mại điện tử không cung cấp thông tin theo quy định của cơ quan thuế có thể bị phạt từ 2 tới 16 triệu đồng. Thời gian gần đây, các ngân hàng liên tục đưa ra những cảnh báo về tình trạng mạo danh nhân viên ngân hàng, nhắn tin từ ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt thông tin và tiền trong tài khoản của khách hàng. Thủ đoạn phổ biến nhất là mạo danh tin nhắn thương hiệu, gửi đường link vào tin nhắn. Nếu khách hàng bấm vào đường link liên kết trong tin nhắn thì thông tin và tiền trong tài khoản ngay lập tức sẽ bị kẻ gian chiếm đoạt. Thủ đoạn thứ hai là chiếm đoạt SIM viễn thông để chiếm đoạt tài khoản và tài sản. Đối tượng đã mua thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng trên mạng, sau đó chiếm đoạt SIM điện thoại gắn với tài khoản thanh toán, cài đặt ứng dụng mobile banking, sau đó thực hiện thao tác khôi phục mật khẩu để chiếm quyền điều khiển và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Quý vị và các bạn, kinh tế hợp tác xã đang ngày càng phát triển đa dạng với nhiều hình thức phù hợp dựa trên việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong các quy trình quản lý sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển các sản phẩm dịch vụ gắn với các sản phẩm chủ lực truyền thống và gắn với chuỗi giá trị để nâng cao sản phẩm của hàng hóa. Và hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng đã có rất nhiều chính sách để hỗ trợ phát triển các hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp. Và chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về điều này thông qua việc tham quan một mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tại huyện Phù Cừ cũng như là qua cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên.
Mời Ngọc Oanh và quý vị tham quan hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Cam Lòng Vàng Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Và xin giới thiệu với quý vị, đây là anh Đặng Thành Nhơn, giám đốc hợp tác xã. Hợp tác xã Cam Lòng Vàng Nguyên Hòa được thành lập tháng 3 năm 2020, ban đầu là được 24 xã viên. Hợp tác xã đã sản xuất 15 hecta cam lòng vàng tại địa phương. Hiện tại hợp tác xã coi như là đã sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Năm 2020, năm 2021 thì đã được giấy chứng nhận OCOP 3 sao. Hợp tác xã có thể tiếp cận được với thị trường và coi như tiếp cận với các thương lái về tiêu thụ cho sản phẩm cho xã viên, tôi cảm thấy rất thuận lợi. Thì từ khi mà sản xuất theo quy trình đến giờ thì hiện tại là các thương lái là trực tiếp về vườn, về hợp tác xã và coi như là liên kết với hợp tác xã để tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Hợp tác xã này sẽ hướng sản xuất sản phẩm theo hữu cơ. Thưa ông Lê Văn Thắng, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được tham quan một mô hình hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp. Vậy thì xin ông có thể làm rõ khái niệm như thế nào là hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp ạ? Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới là một cái hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. Các cái thành viên của hợp tác xã thì hợp tác liên kết với nhau để hình thành nên hợp tác xã trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm và bình đẳng với nhau. Hợp tác xã sẽ là cái tổ chức đại diện đứng ra để giúp cho các thành viên mua chung các cái vật tư đầu vào, tổ chức cho các thành viên sản xuất theo cùng quy trình và bán chung các sản phẩm đầu ra cho các thành viên. Ví dụ như với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Cam Lòng Vàng Phù Cử thì anh Nhơn là giám đốc hợp tác xã, là sáng lập viên thì thành nên hợp tác xã đã đứng ra để tổ chức cho các hộ nông dân, cụ thể là 24 hộ nông dân là các trang trại, các gia trại sản xuất cam trên địa bàn xã Nguyên Hòa liên kết hợp tác và thành lập nên cái hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Cam Lòng Vàng Phù Cử. Bên cạnh đó thì hợp tác xã cũng đã liên kết với các hộ nông dân khác trên địa bàn để tổ chức sản xuất cái sản phẩm cam lòng vàng đạt theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thế rồi hỗ trợ cho các hộ nông dân là thành viên hợp tác xã và các hộ nông dân liên kết để tiếp cận với các cái nhà kinh doanh, các cái tư thương, rồi các cái cơ sở, các đại lý tiêu thụ sản phẩm cam. Thưa ông, vậy thì hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới thì sẽ có những cái sự ưu việt hơn như thế nào trong quá trình hỗ trợ các thành viên quản lý sản xuất cũng như là kinh doanh ạ? Ưu việt của hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới thì thể hiện ở rất nhiều đặc điểm. Trước hết là một cái tổ chức kinh tế tập thể đại diện cho những người nông dân sản xuất nhỏ để tổ chức sản xuất với quy mô hàng hóa lớn và đáp ứng được yêu cầu thị trường. Và đặc biệt cái ưu việt nó thể hiện ở ba nhóm vấn đề. Cái nhóm thứ nhất là hợp tác xã sẽ đại diện cho các thành viên mua chung đầu vào, tổ chức sản xuất theo cùng quy trình và bán chung sản phẩm đầu ra. Trước hết đối với cái việc mà mua chung các sản phẩm đầu vào ấy, thì hợp tác xã sẽ là đại diện cho những người nông dân là thành viên hợp tác xã, thế rồi những hộ nông dân liên kết với hợp tác xã để đứng ra thương thảo, ký kết các hợp đồng hợp tác với các cái đối tác cung cấp các cái sản phẩm đầu vào như là phân bón, như là các cái chế phẩm sinh học, các cái dụng cụ vật tư để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đối với hợp tác xã Cam Lòng Vàng Nguyên Hòa thì anh Nhơn cũng đã đứng ra để làm cái việc này. Trên cơ sở đó thì là giúp cho các cái hộ nông dân thành viên rất là chủ động về cái nguồn đầu vào với cái tiến độ thời gian cung cấp rất là ổn định, giá cả thì hợp lý và cũng có những cái ưu tiên về cái giá cả. Cái nhóm vấn đề thứ hai là tổ chức sản xuất theo cùng quy trình. Thì hợp tác xã nói chung thì sẽ đại diện cho các cái hộ nông dân là thành viên liên kết rồi phối hợp với các cái cơ quan chuyên môn như là phòng kinh tế hoặc là phòng nông nghiệp phát triển thôn các huyện, thành phố hay là các cơ quan chuyên môn thuộc sở nông nghiệp để tổ chức các cái lớp tập huấn, hướng dẫn hỗ trợ bà con là thành viên, thế rồi hộ nông dân trên địa bàn các cái quy trình sản xuất đảm bảo theo các cái tiêu chuẩn như là an toàn vệ sinh thực phẩm, như là tiêu chuẩn Việt Gáp, từ đó giúp cho hộ nông dân và các thành viên ấy, tổ chức sản xuất theo đúng cái quy trình chuẩn thì sẽ có cái sản phẩm đầu ra tương đối đồng đều về mẫu mã, về màu sắc, về kích cỡ, về chất lượng và đáp ứng được cái nhu cầu thị trường. Còn cái vấn đề thứ ba rất là quan trọng, đấy là hợp tác xã sẽ là tổ chức đại diện cho những người nông dân và thành viên thực hiện cái công tác giao thương, kết nối cái tiêu thụ sản phẩm đầu ra thông qua các hoạt động như qua các hội chợ triển lãm, qua các hoạt động giới thiệu quảng bá sản phẩm trực tiếp và trực tuyến sẽ giúp cho thành viên tiêu thụ sản phẩm một cách tương đối ổn định, bền vững, lâu dài với một cái giá cả như mong muốn. Hợp tác xã ngược lại hướng dẫn hỗ trợ cho các thành viên tổ chức sản xuất với cái sản lượng, với cái diện tích hợp lý, phù hợp với nhu cầu thị trường, tránh cái việc là cung vượt quá cầu dẫn đến ảnh hưởng đến cái giá cả của người nông dân.
Vâng, xin ông cho biết cụ thể hơn về tình hình phát triển các hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian gần đây ạ. Đối với lĩnh vực nông nghiệp ấy, thì cái việc phát triển các hợp tác xã kiểu mới có cái tác động hết sức quan trọng đến cái việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp và góp phần xây dựng nông thôn mới. Thì đối với việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới trên địa bàn tỉnh thời gian qua thì cũng có được những cái kết quả nhất định. Thì hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh thì có 363 hợp tác xã, 417 cái tổ hợp tác trong nông nghiệp, thu hút khoảng trên 10.000 thành viên, tạo ra cái doanh thu khoảng tầm trên 630 tỷ. Điển hình như là hợp tác xã Cam Long Vàng Phú Cừ cũng là một điển hình. Thế điển hình như là hợp tác xã chăn nuôi thủy sản Hạ Lễ của huyện Hà Ti. Rồi điển hình như là hợp tác xã chăn nuôi kinh doanh gà Đông Tảo của huyện Khai Châu. Hợp tác xã hoa cây cảnh Xuân Quan Văn Giang. Hiện nay thì chúng ta cũng đã có những cái chính sách như thế nào để hỗ trợ việc thành lập cũng như là phát triển các hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp ạ? Thành lập các hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp thì được tỉnh rất là quan tâm thông qua khá nhiều những cái chính sách. Trong đó tập trung vào ba cái nhóm vấn đề. Thứ nhất là công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn hỗ trợ để giúp cho các hợp xã mới thành lập, các hợp xã tổ chức lại hoạt động, tổ chức hoạt động theo đúng quy định của luật. Hai nữa là tập trung hỗ trợ cho các cái việc phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại để tạo nên các cái thành viên cho các hợp xã có điều kiện hơn, phát triển tốt hơn. Tỉnh cũng tập trung hỗ trợ cho các hợp xã mới thành lập đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trong đó là tập trung vào cái khâu sơ chế, chế biến bảo quản, đặc biệt là chế biến sâu các sản phẩm. Từ đó là đa dạng hóa các sản phẩm đầu ra, giảm tiêu thụ sản phẩm tươi sống, sản phẩm thô ban đầu. Thực tế thì cũng có những hợp tác xã trong nông nghiệp là hoạt động cầm chừng hoặc là hoạt động không hiệu quả và đã ngừng hoạt động. Vậy thì hướng xử lý với những hợp tác xã này là như thế nào ạ? Về định hướng trong thời gian tới thì sẽ thực hiện cái việc là sát nhập hoặc là giải thể bắt buộc đối với những hợp tác xã không đủ điều kiện. Thế cái hướng thứ hai là sẽ hỗ trợ các hợp xã này chuyển đổi cái hình thức hoạt động cho phù hợp. Cái hướng thứ ba nữa là tiếp tục tuyên truyền, vận động, thế rồi hướng dẫn hỗ trợ, rồi đặc biệt là quan tâm công tác đào tạo tập huấn để nâng cao năng lực quản lý điều hành hợp tác xã cho cái đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã. Tiếp tục hỗ trợ cho các hợp xã xây dựng được các cái liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng để thực hiện theo cái mô hình như hợp xã kiểu mới, đó là mua chung đầu vào, tổ chức sản xuất cùng quy trình và bán chung sản phẩm đầu ra. Tôi cũng thấy là coi như là cũng có một số cái còn trở ngại. Thứ nhất là coi như là cái trình độ của người nông dân, của người xã viên thì nó còn hạn chế, chưa được đồng đều để tiếp cận với coi như là các chương trình rồi các khoa học kỹ thuật thì nó còn chưa được thuận lợi cho lắm. Cái sản phẩm để tiếp cận với thị trường thì nó còn ảnh hưởng nhiều qua thương lái, mình chưa trực tiếp bán vào các kênh tiêu thụ hoặc là coi như là các sản xuất theo chuỗi thì đến thời hợp tác xã còn một số hạn chế. Thì mong muốn của hợp tác xã nói chung và quay của các xã viên thì coi như trong thời gian tới được tiếp cận với một các chương trình coi như là hỗ trợ về xúc tiến thương mại, hỗ trợ về coi như là sản xuất theo quy trình, hỗ trợ bà con về khoa học kỹ thuật để coi như là xã viên coi tiếp cận và coi sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch. Cái đề nghị của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Cam Lòng Vàng Nguyên Hòa Phú Cừ, chi cục phát triển thôn cùng với các đơn vị chuyên môn thuộc sở sẽ tiếp tục tăng cường cái việc tổ chức các cái hội nghị tập huấn cho thành viên hợp xã để nâng cao cái kiến thức, cái kỹ năng về cái áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất cho đồng đều để đáp ứng được cái yêu cầu trong quá trình sản xuất đối với hợp tác xã. Tới đây thì cũng sẽ tiếp tục tham mưu để tổ chức nhiều hơn nữa các cái hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho các hợp tác xã qua cả hai cái hình thức là trực tiếp và trực tuyến. Vâng, rất là cảm ơn sự tham gia của ông Lê Văn Thắng cũng như là ông Đặng Thành Nhơn với chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phần trao đổi vừa rồi của các vị khách mời thì chúng ta cũng đã thấy được sự ưu việt hơn hẳn của các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. Và hy vọng là với rất nhiều những chính sách hỗ trợ của các cấp các ngành thì trong thời gian tới chúng ta sẽ thấy rất nhiều những hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới làm ăn hiệu quả, nâng cao thu nhập cho các thành viên trong hợp tác xã. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của tổ hợp Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau. Nơi linh khí ngàn năm góp muôn phần tâm huyết, chất lọc mỗi giá trị, tôi luyện những tinh hoa. Nâng cao tầm công nghệ, tự hào cùng sản phẩm, vươn xa đến muôn nơi, dựng xây công trình mới,
Gốm đất Việt, gạch ngói không gieo mốc, tự hào đất sét nung Việt Nam.